Cách làm nước gạo uống sau một ngày, sữa lập tức về căng cứng, chảy ướt áo mẹ. Sau một ngày uống sữa gạo, cho dù mẹ có ít sữa đến đâu thì sữa cũng về tức hết ngực, nhiều đến nỗi không kịp vắt cho, có thể vắt được đến 1,5 lít sữa trên một ngày. Xin chia sẻ mẹo sữa về căng cứng, vắt không kịp của mẹ Kiều Ly từ sữa gạo. Mẹ Kiều Ly làm lần đầu tiên là đã thấy sữa về ồ ạt. Rất nhiều con tha hồ tu ti mà không lo thiếu sữa. Các mẹ nên cố gắng cho con bú sữa mẹ, vừa tiết kiệm lại tốt cho con. Sữa gạo gọi sữa mẹ về, vừa thơm ngon lại dễ uống hơn. Rất nhiều việc uống sữa ông thọ hay ăn móng giò, vừa ngấy lại vừa béo. Cách làm sữa gạo cực kỳ đơn giản, mẹ nào cũng có thể làm theo. Thứ nguyên liệu: gạo tẻ hoặc gạo nếp. Gạo nếp thì tốt hơn. Bịch sữa túi không đường hoặc có đường loại 200ml, một chiếc nồi to 200ml nước lọc, dụng cụ rây dây lọc. Cách làm như sau: lấy một lon gạo tẻ hoặc gạo nếp, lon sữa đặc dùng để đong gạo, cho lên bếp rang một lúc cho gạo hơi vàng, khô, thơm là được. Rang khoảng 10 đến 15 phút, không cần vo gạo mà rang luôn gạo khô. Cho gạo vào nồi rồi đổ 2 lít nước vào ngâm khoảng 20 phút. Không đổ nước ngâm gạo đi mà dùng chính nước ngâm gạo này để làm sữa gạo. Bắc nồi lên bếp đun. Mình xin nhắc lại là không đổ nước ngâm gạo đi mà dùng chính nước đó để đun. Cho hai bịch sữa không đường 200ml vào nồi khuấy đều. Cho sữa vào khi vừa bắc nồi lên đun, chứ không cần nước sôi mới cho sữa vào. Dùng sữa của hãng nào cũng được. Bật lửa vừa phải, thi thoảng dùng đũa hoặc muôi khuấy đều lên. Các mẹ nên đun vào nồi lớn, chứ không nên đun nồi nhỏ, vì khi gạo nở rất dễ bị trào. Gạo đã nở thì đun thêm khoảng 5 phút rồi tắt bếp. Cứ đậy vung để cho gạo nở bung ra khoảng 10 phút. Lọc lấy nước gạo, bỏ riêng bã ra. Cho thêm đường vào, pha thêm. Mẹ nào thích uống ngọt thì cho nhiều, thích uống nhạt thì cho ít, tùy khẩu vị mỗi người. Cách dùng: uống lúc nào cũng được, uống thay nước lọc cũng rất tốt. Bảo quản tủ lạnh uống dần, có thể bảo quản được trong 2-3 ngày, tùy nhiệt độ ngoài trời. Chỉ sau một ngày uống sữa gạo, lập tức sữa mẹ về ướt áo. Sữa về khá nhanh nên sẽ hơi căng cứng, nhưng các mẹ cố chịu một chút để con có được nguồn sữa dồi dào. Theo lương y Âu Văn Dự, Hội Đông y tỉnh Tuyên Quang, thì sữa gạo rất tốt với chị em phụ nữ đang nuôi con bú. Trong gạo có chứa nhiều các vitamin B1, B2, B3, B5, B6 và các khoáng chất như canxi, sắt, các nguyên tố vi lượng như canxi, sắt, magie, selen, glutathione, kali và natri. Gạo không chỉ cung cấp chất dinh dưỡng mà còn giúp thanh lọc, giải độc cơ thể. Sữa gạo giúp các mẹ sau sinh thơm sữa và sữa về nhiều hơn. Tổ chức Y tế Thế giới luôn khuyên các mẹ nên cho con bú hoàn toàn sữa mẹ trong 6 tháng đầu đời và khẳng định không loại sữa nào có thể tốt hơn sữa mẹ. Tuy nhiên, không phải mẹ nào cũng có đủ sữa để cho con tu ti. Để kích thích nguồn sữa mẹ về nhiều, sữa đặc và thơm ngon, bên cạnh một chế độ ăn uống cân bằng, đầy đủ dưỡng chất, chị em nên bổ sung thêm những loại thức uống này thay thức uống hàng ngày. Xin cảm ơn các mẹ đã lắng nghe. Các mẹ nhớ đăng ký kênh để thường xuyên xem những video mới nhất từ kênh của mình nhé. Hẹn gặp lại các mẹ ở những video sau.